Tắm như thế nào để ngăn ngừa đột quỵ? 1. Nên tắm trước 21 giờ, bất kể là mùa đông hay mùa hè thì cũng không nên tắm sau 21 giờ để phòng ngừa một số ảnh hưởng xấu cho sức khỏe dù bất kỳ lứa tuổi nào. Buổi tối nhiệt độ thường xuống thấp hơn, người trẻ thường chủ quan tắm sau thời gian này có thể khiến mạch máu bị co lại. 2. Chỉ nên tắm một lần trong ngày. Nhiều người nghĩ rằng việc tắm nhiều lần là cách để làm sạch da và bảo vệ sức khỏe tốt hơn, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Để tốt hơn cho sức khỏe, các bạn nên tắm mỗi ngày một lần. Tắm rửa mỗi ngày sẽ giúp bạn làm giảm căng thẳng, mệt mỏi, đào thải độc tố trong cơ thể tốt hơn. 3. Không nên tắm quá lâu. Thời gian lý tưởng cho việc làm sạch cơ thể mỗi ngày là 10 phút, bởi nếu tắm quá lâu có thể làm ảnh hưởng đến độ pH tự nhiên trên da, gây một số bệnh về da, tình trạng cảm cúm, nhiễm lạnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc. 4. Không dùng nước tắm quá nóng. Tắm nước quá nóng không phải là cách tắm đúng để bảo vệ sức khỏe, bởi tắm nước quá nóng sẽ làm ảnh hưởng đến da, đặc biệt là làm khô da, mất độ ẩm tự nhiên và xấu dần, đẩy nhanh tiến trình lão hóa da. 5. Nên tắm đúng trình tự, tránh đột ngột. Để tắm đúng trình tự thì các bạn nên cần thực hiện luân phiên các bước sau. Đầu tiên là rửa mặt, rồi sau đó là tắm xuống toàn thân, từ trên xuống và cuối cùng là gội đầu. Thực hiện đúng những bước này sẽ giúp bạn làm quá trình trao đổi chất trong cơ thể tốt hơn, thúc đẩy tuần hoàn máu và làm giãn nở lỗ chân lông. 6. Không dùng dung dịch tắm nhiều bọt, không nên kỳ cọ mạnh. Khi dùng loại bông tắm có nhiều bọt trong thời gian dài và làm kỳ cọ mạnh sẽ làm mất đi lớp da và lớp biểu bì tự nhiên giúp bảo vệ da. Hệ quả của tình trạng này sẽ làm cho da dễ bị khô, mẩn ngứa, tạo điều kiện cho các loại nấm, vi khuẩn gây hại tấn công vào sâu bên trong da, hình thành bệnh lý về da. 7. Không nên tắm gọn ngay sau khi ăn. Đây là điều cấm kỵ mà bạn không nên làm để bảo vệ sức khỏe tốt hơn, bởi sau khi ăn, dạ dày và ruột hoạt động rất mạnh, lượng máu được tập trung ở cơ quan này sẽ rất nhiều. Chính vì thế, tắm sau khi ăn no sẽ làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, làm hạ đường huyết và dễ ngất xỉu. 8. Dùng kem dưỡng ẩm ngay sau khi tắm. Không phải khi thấy da khô chúng ta mới dùng kem dưỡng ẩm, mà hãy dùng kem dưỡng ẩm khi tắm xong là cách tốt nhất, bởi đây là lúc lỗ chân lông mở rộng nhất, có thể hấp thu được dưỡng chất tốt hơn, vì có thể làm da bạn đẹp hơn khi dùng kem dưỡng ẩm vào thời điểm khác.